Tinh giáp hồn tướng chấp 219. Lại bị cô vạch trần rồi, thật sự không giấu gì. Đường lớn nào đó ở khu Tây Bắc thành Vĩnh An. Tại hạ là bang chủ của Bạch Long Bang, tuân hạ. Bộ dạng vừa nãy của ngươi, rốt cuộc là sao? Lẽ nào ta bị hoa mắt rồi sao? Sao trong chớp mắt ngươi lại biến thành một người khác? Chê cười rồi, một chút thủ đoạn dịch dung mà thôi. Cái gọi là, người ở trong giang hồ phải có chút phiêu bạt. Nếu như không muốn chịu đau, dùng biệt hiệu gánh họa. Con trai con gái giang hồ, ai mà không có chút thủ đoạn để bảo vệ bản thân chứ? Chỉ là không ngờ cô nương không những dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại có kinh nghiệm giang hồ phong phú như vậy. Vậy mà có thể một phát nhìn ra ngụy trang của tại hạ, thật sự là tâm địa thuần khiết, tài mạo song toàn. Ta nhổ, đúng là mồm mép láo lỉnh. Ở đây, cừu béo đang còn ở đây. Hửm. Tuân hạ. Bạch Long Bang. Nhìn phẩm vị và cách ăn mặc của các vị, chẳng lẽ là huynh đệ của thân thủ bang sao? Tuân bang chủ, đây là nợ oán riêng tư của thân thủ bang chúng tôi và cô gái này, hai bang chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Vừa nãy tôi đã phát tín hiệu rồi, 300 huynh đệ thân thủ bang của chúng tôi đang còn qua đây. Chi bằng nể mặt huynh đệ, đem cô gái này giao lại cho chúng tôi, các hạ và Bạch Long Bang đừng dính vào vũng nước đục này. Ha, nước sông không phạm nước giếng. Lẽ nào không phải nên nói là một núi không chứa hai hồ sao? Làm ơn, giúp tôi thoát khỏi nơi này, tôi có thể trả thù lao cho anh. Tại hạ mặc dù là bất tài, nhưng ở thành Vĩnh An này cũng xem là có chút thực lực. Trên đường thấy chuyện bất bình, đương nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng cô cũng nhìn thấy rồi, thân thủ bang của bọn họ nhiều người thế mạnh, hơn nữa còn rất cần mặt mũi. 10. Học. 10 vạn thiên đô tệ có đủ không? Ây da, nói thù lao làm gì chứ? Tôi và cô nương vừa gặp giống như người quen, phần duyên phận này sao có thể dùng tiền để so sánh được chứ? Vốn dĩ chỉ là 10 vạn thiên đô tệ ít ỏi, làm tiền cọc đương nhiên là không đủ rồi. Dù sao mỗi nghề đều có quy tắc, chúng tôi hành tẩu giang hồ 30% tiền cọc là không thể thiếu được. Nhưng nếu như cô nương đã có thành ý như vậy, vậy thì lần này tại hạ sẽ phá lệ chỉ thu 10% tiền đặt cọc là được. Người này đang còn nói lung tung cái gì vậy? Các vị cũng đã nhìn thấy rồi, bây giờ không phải là vấn đề nước sông không phạm nước giếng. Người ta đã trả 10% tiền đặt cọc rồi, vậy thì đây chính là làm ăn rồi. Tuân bang chủ, anh muốn làm cái gì? Chúng tôi có 300 anh em. Không phải là tại hạ không nể mặt. Thật sự là tôi không hiểu tên ngu xuẩn như cậu con miệng nó là cái thá gì. À. Không hay, đường chủ đã bị đánh ngất rồi. Tứ đại kim cương ở đâu? Lên cho tôi. Tốt quá rồi, là tứ đại kim cương của đường khẩu chúng ta. Đám đào mộ này vậy mà dám ra tay với đại bang trăm năm của chúng ta, đúng là tìm chết. Tứ đại kim cương ra tay, nhất định sẽ bắt được cẩu tặc này. Xông lên, tứ đại kim cương, xử chết hắn. Tinh hồn, cấu. Trang. Cơ giáp dân dụng bị cải tạo trái phép sao? Vậy thì mình cũng thử một chút. Tinh hồn cấu trang. Giết. Bạch Long tại thiên. Địa Long đả cổn. Hoàng Long đi tiểu. Chỉ vậy thôi sao? Không hay rồi phó đường chủ, tứ đại kim cương của đường khẩu chúng ta đã bị hắn giết rồi. Không hổ danh là bang chủ của Bạch Long Bang, vậy mà có thể một tiêu diệt được cường giả huyền giai. Hừ, các hạ đừng kiêu ngạo, món nợ này chúng ta sẽ nhớ lên trên đầu của Bạch Long Bang. Rút, chúng ta rút lui. Mau, mau đi thôi. Ây da, giày của tôi. Cảm ơn. Đáng ghét, chẳng qua chỉ là mấy tên phế vật huyền giai nếu như không phải bị trúng độc. Cô nương cẩn thận. Đừng đụng vào. Thoái mạch tản chỉ là quân chiến tư của Di Luân Quốc mới có. Xem ra người mà cô nương đắc tội có lai lịch rất lớn. Sao anh biết? Cô. Đáng tiếc, hiệu quả thoái mạch tản ngăn chặn hồn lực vẫn tạm. Nhưng làm thuốc mê chỉ có thể xem là hàng hạng 3. Chú A Bắc, trước tiên đón Thanh Huân bọn họ đi. Sau đó dựa theo định vị mà tôi gửi, qua đây đón tôi một chút. Tử lâu lớn của Vĩnh An, đại sảnh.
Chuyện lần này khiến cho mọi người phải chịu kinh sợ rồi, nhưng thương hội đánh giá rất cao sự tận tâm với cương vị lần này của các vị. Khoảng thời gian đợi thuyền chở khách sửa lại, mọi người có thể xin kỳ nghỉ có lương ở lại thành Vĩnh An thư giãn một chút. Hồng Ngọc Tiêu. Đương nhiên các đồng nghiệp nếu như cần gì cũng có thể ngồi thuyền chở khách khác quay về nơi làm việc. Cảm ơn Hồng Tiểu Thư. Cảm ơn bà chủ. Hồng Ngọc Tiêu. Hồng Tiểu Thư, tổng phụ trách khu vực Nam Châu của Thương hội Hồng Thị, một trong ba đời ưu tú nhất của Hồng gia. Cô ta vậy mà đặc biệt đến đây. Lâm Kính Hoa. Lẽ nào cũng là vì người đó sao? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.